rồi. Dạ. Ui dồi ôi, may quá. Đây, để đây đâu cho ạ? Tôi. Đây, để đây. Dạ. Để vào đây cho tôi. Ui dồi ôi. Đây, để đây. Đấy. Dạ. Để lại cho tôi, khéo dạ, rơi dạ, rồi dạ, vỡ. Dạ. Đấy, thế là tốt rồi. Ui, may quá. Có gì đâu bà, con xin phép bà con về ạ. Ôi, đợt về là về thế nào? Tôi, này, cho tôi gửi cầm dạ, đấy, dạ, một thôi chút ạ. Thôi. Dạ, dạ thôi ạ, đằng nào cũng là tiện đường con về mà bà, có gì đâu. Ủa, về là về thế nào? Đây này, cầm lấy. Con đội ơn bà, con không dám nhận đâu ạ. Thôi con xin phép bà con về ạ. Ủa, thế này, về thế nào? Đã thế thì ngồi đây uống chén nước rồi về. Nào, đi ra ngồi ở đây. Cái ơi! Dạ. Cái! Dạ. Ra Bu Bảo này, mang ấm nước ra đây. Con vâng xin à. Phép bà con ngồi ạ. Ngồi thôi. Đây, ra đây, ra đây, mang ạ bà. Đây là tôi cũng xin giới thiệu. Đây là này, anh tên là gì nhỉ? Dạ. Anh tên là gì? Con tên là Mùi ạ. À Mùi hả? Dê đấy. Mùi là con dê đấy. đây là anh Mùi. Anh làm thuê cho là nhà bác Phú Lẫm ở bên cạnh ấy. Vâng ạ. Đấy thì hôm nay thấy Bù đi chợ về nặng quá, thế là xông xáo vào là giúp đỡ. Tay xách nách mang, đấy mang về cái kia, chả vỡ tí nào cả. Cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu ạ. Bây giờ này tôi bảo này, thôi thì một ngày cũng là nghĩa. Anh đã giúp đỡ tôi thì tôi cũng coi anh như là con cháu trong nhà. Có việc gì mà bên đấy mà cứ thiếu thốn cái gì thì đừng có ngại, sang đây chúng tôi giúp đỡ nhá. Dạ. Cứ sang đây, muốn lấy cái gì thì lấy, muốn ăn cái gì thì ăn. Muốn xin cái gì thì xin nhá. Dạ con đội ơn bà. Thế mà Bu cũng dặn cái con bé Cải luôn là như này này. Dạ. Nhá. Anh ấy mà sang đây xin cái gì là cho anh ấy. Vâng ạ. Nhá. Không được tiếc con nhá. Vâng ạ. Ừ đấy, em nó đồng ý rồi mà em nó vướng mắc cái gì thì anh cũng giúp đỡ em. Anh em giúp đỡ lẫn nhau nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Con xin phép bà con về ạ. Ừ. Chào Cải, tôi về. Thế tôi đi về nhanh nhanh nên không ông Phú Lẫm ông lại gọi. Dạ. Thế đi nhỏ nhỏ cái chân lên nha cháu nha. Này, dạ. Trông thế này nhưng mà tội nghiệp lắm. Vâng ạ. Cao to đẹp dai thế mà phải đi làm thuê cho nhà cái ông Phú Lẫm ấy. Mà cái lão Phú Lẫm ấy thì keo kiệt, chả cho ai cái gì bao giờ. Vâng. Kỳ lắm. Dạ. Thế nhá. Dạ. Thế mà bây giờ này, bố mẹ nó mất sạch cả rồi. Nó không biết bấu víu vào đâu. Nếu mà nó có sang đây xin cái gì thì con cứ cho nó, coi như là mình làm phúc. Vâng ạ, vâng ạ. Thôi Bu vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, tao đi vào nhà tao nghỉ đây. Đi cả ngày rồi, mệt. Nha. Thôi kệ Bu, mày ra dọn ấm nước vào đi. Dạ vâng ạ. Cải đấy à? Anh Mùi hả? Anh sang chơi ạ? Cải chăm chỉ thế. Bu đâu em? Bu em đang nằm nghỉ trong nhà. Anh làm cái gì đấy? Anh xin phép Bu rồi. Thật không? Hỏi Bu mà xem. Bu ơi! Bu! Gì đây? Anh Mùi anh xin một ôm. Cho nó. Thấy chưa? Cải đấy à? Anh Mùi. Cải đang quấy gì đấy? Em quấy Thương ạ. Cải chăm chỉ quá. Bu đâu em? Bu em đang nằm trong nhà. Anh làm gì đấy? Bu nhìn thấy Bu mắng cho thì sao? Anh xin Bu rồi. Thật không? Em hỏi Bu mà xem. Bu ơi! Bu! Ơi! Anh Cải anh xin một nắm ạ. Cho anh ấy. Thấy chưa? Da Cải mịn thế. Ơ, anh Mùi. Bu đâu em? Bu đang nằm phòng bên cạnh anh ạ. Thế Cải định đi đâu đấy? Em xuống dưới nhà đi tắm.
Anh làm gì đấy? Cho anh một cái. Anh hỏi Bu rồi. Thật không? Thật. Không tin hỏi Bu mà xem. Bu ơi! Bu! Anh Mùi anh bảo cho anh một cái. Thấy chưa? Tại U đấy. Anh ấy xin cái gì U cũng bảo là cho. Thì Bu cứ tưởng là nó xin một nắm thì là xin nắm gạo. Nó, lúc nó bảo là nó xin một ôm thì Bu lại tưởng là xin ôm rơm cho bò nó ăn. Ê, lúc nó bảo nó xin một cái thì tưởng là nó xin cái bát cái đũa gì. Ai rẻ nó lại là như thế mới khổ chứ. Ừ, U ơi, U phải lấy lại công bằng cho con. Thôi được rồi, mày đừng khóc nữa, nẫu ruột lắm. Tao biết rồi, như thế thì còn gì là người nữa. Úi dồi ôi, thôi được rồi. Để bây giờ này, Bù sẽ sang ngay nhà ông Phú Lâm. Bù bắt đền ông ấy, cưới nó cho mày. Sao lại cưới à? Thế không thì lỗ à? Hả? Mình ơi! Ôi, ôi, Mình ơi, 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 ơi. Ăn cơm! Tôi đây, tôi đây! Ồ, trời đất ơi! Nghe ơi! Mang bát cơm lên cho U nha! Ờ, trời ơi! Ngõ này, ngõ này, ngõ này! Nghe ơi! Đâu rồi con ơi? Đây à, đây à! Đi vào đây, vào đây! Mình thấy không? Hôm nay như em chuẩn bị nè, không những có rau, có cà, mà lại còn có cả thịt nữa đấy! Ngon, ngon, ngon! Mình phải ăn nhiều vào nhớ để còn có sức mà cày. Hả? À, cày cái chi nữa? Cả ngày hôm nay nhá, là tôi cày mấy sao rồi. Bây giờ nhá, là mình chỉ việc là cày mà là thôi, là có lúa ăn. À, nhá. Không, cày cái khác cơ. Cái lúc mà trăng lên ý, thì mình cày. Hiểu. Hiểu cái chi mà hiểu, hả? Để bu gấp. Thầy. Xin. Ăn cái thằng đi. Dạ. Ăn mời thầy bu à? Hả? À. Con mời thầy, con mời U ăn à. Ừ. Ăn đi. Này. Ăn xong là nhớ là đi ngủ luôn nhá. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng. Ừ. Khoan nhanh lên con. Ừ. Ừ, đây, mình ăn đi. Hôm nay không khí thật là trong lành, con người thật là thoải mái, cuộc sống thật là sảng khoái. Ơ, Minh ơi, à. Ôi, Minh ơi. Ôi, tôi đây, chi mà gọi loạn rồi. Ôi, rồi. Ôi, mình bị làm sao thế, hả? Còn hỏi làm sao, làm răng này. Nghe tối qua, nhìn, quên nhanh rồi. Nó mà. À mình ơi, răng. Ờ, em chuẩn bị hết là cơm canh rồi đấy. Ừ. Mình vào ăn đi, xong lát nữa mình ra đồng nhá. Ra đồng bằng chi? Ờ, thì mình đi cày ruộng à? Ôi trời đất ơi, cày cả đêm bữa quá rồi, đi bắt 10 ngày lại cày nữa. Thôi, mình đi là xin phép là cho trâu nghỉ một bữa đi nhá. Ừ, thôi được rồi. Thế thì hôm nay Châu sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Ừ. Để em bảo Nghé dắt Châu ra đồng nhá. Hợp lý. Nghé ơi. Nghe ơi, mang cái giả ra đây. Ôi, sáng sớm giả, ủ gõi còn dậy gì? Mày đi ra đây. Ôi dồi, kìa, khiếp mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Ừ. Mà con mày bảo là sáng sớm là như nào, hả? Tôi chạy, tôi tật, con nói sáng sớm cái chứ nữa. Ừ. Mà U bảo này, dạ. Hôm nay ý, thầy mệt.
Thầy sẽ ở nhà một hôm. Thế là con sẽ dắt Châu ra đồng nhá. Rõ chưa? À, vâng. Ui, sao con ngủ thêm một tí nữa? Hả? Con muốn ngủ lắm. Rồi. Thế tội quá mần cái chi mau ngủ ha, ngủ cả đêm nó chưa chán à? Rồi tối qua con nhắm mắt con để đấy, con cũng ngủ đâu. Ôi trời, hỏng. Thế là con không nghe lời Bu à? Bu đã dặn bao nhiêu lần rồi? Là phải đi ngủ sớm cơ mà. Không được. Tối hôm nay nhá, từ giờ trở đi ăn cơm xong là phải lên giường ngủ luôn, nhớ chưa? Ôi trời. Dạ vâng, con sẽ ngủ sớm. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện gì? Thầy với U ấy, tối đừng có làm ồn. Thì cháu con mới lo sữa được. Thầy để thầy cho cháu đi ăn cỏ luôn nha. Thôi đi ngủ. Đi ngủ xong. Đi. Răng rồi, hả? Ngủ rồi. Lần này chắc chắn là ngủ rồi. Là rắn. Mình để em. Ê, mình để tôi nhá. Nó phải lo. ơi con ơi, con ngủ cho ngoan để bố mẹ làm việc ấy à. Ơi con ơi, con ngủ cho ngoan để bố mẹ đi cày à. Này ngủ say lắm rồi. Say như chó con nó sữa luôn. Chó con nó sữa. Thế thì vợ chồng mình đi cày. Em khổ quá chị Hén ơi. Ôi dao ơi, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Ngày xưa thì cứ kêu là sao mà yếu thế, bây giờ ngồi đây lại than sao khỏe thế. Rõ là lắm chuyện. Thế bây giờ chị ơi, em phải làm thế nào ạ? Còn làm thế nào nữa? Đi ra nhà ông Lăng Tèo ở cuối làng ấy. Vâng. Bảo ông sắc cho 2 đợt thuốc, về uống xong một cái á, chảy nhũn ra như con chi chi á. Thật hả chị? Ừ. Thế em đi nhá chị nhá. Thì đi. Em cảm ơn chị Hến. Trả bù cho người khác. Hến ơi. Hến. Cụ Lý đấy à? Lâu quá chả thấy cụ ghé thăm. Em tưởng là cụ thăm gì chứ. Hến nói thế nào? Thăm làm sao được, trông cụ này khỏe như trâu húc mã, thăm thế nào được. Hến,
Hến ơi, gớm rồi. Cụ là hôm nay thì cụ bày ra các loại trò mới trốn được ra khỏi nhà đó. Nếu mà em thấy độ này là mục ruỗng lắm rồi, cụ xem thế nào đi. Chứ không thôi thì chán lắm. Mục ruỗng là mục ruỗng thế nào? Trời, chỉ được cái nói mồm thôi. Hến ơi, gớm, cụ lừa mãi mới được. Con mẹ Đĩ nó mới đồng ý cho cụ đi đấy. Cụ bảo hôm nay cụ lên huyện. Đấy thế nhá, nó mới cho đi đấy. Cụ nhắc em mới nhớ đấy. Cụ hứa với em, cụ chả giữ lời cái gì cả. Thế khi nào thì cụ đưa em về? Ôi không trời, lẽ thì cứ để em ở đây bán nước cả đời à? Từ từ để cụ tính, rồi đâu khắc vào đấy mà. Làm gì mà Hến sốt ruột thế? Này Hến ơi, hôm nay cụ đi được cả ngày này, đến tầm khoảng 11, 12 giờ đêm cụ mới về. Đấy, cái lịch trình của cụ là như vậy đó. Cho nên Hến, này Hến người ơi, ta có hẹn rồi. Ôi hẹn ai? Thằng nào hẹn? Hẹn thằng nào? Làm gì có hẹn thằng nào? Người ta còn bận gạc. Thôi, gạc gì mà phao câu cứ chổng ngược lên rời thế? Thế cậu có thấy ai gạt mà phao câu không chổng ngược lên rời không? Hến ơi, tối nhá. Tối thì phải thế nào? Việc ngay. Đây, một đồng. Có một đồng thôi à? Ôi chị cứ cầm lấy đi, tối đưa tiếp. Cụ hứa đi nhá. Ê, cụ đã hứa là cụ làm, cụ không nói sai bao giờ đâu. Em xin. Này, tối nhá, nhập nhoạng tối là thầy sang luôn nhá. Đây thì nhập nhoạng đi, gớm nữa. Thế nước thừa của ai đây? Nước thừa nào? Nước của Hến đấy. Nước của Hến thì cụ uống luôn. Ôi giời, ai đây? Ôi ông xã à? Ông xã làm cái gì thế? Làm cái gì? Người ta định đến, người ta yêu một tí thôi. Mông dạo này mẩy thế. Đấm à? Này, hả? Làm cái gì thì phải để ý chứ. Giữa đường giữa chợ, ai người ta để ý à? Thì chết. Giữa đường giữa chợ thì sao? Ở cái xã này, ông là to nhất, làm gì có ai mà dám ý kiến với ông. Ông xã chỉ được cái nói mồm thôi. Mà bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ông xã, nghe nó xa lạ lắm. Thế gọi thế nào? Gọi anh xã đi. Cho thơm miếng ạ. Ui giời ơi, người ta dỗi đi nhá. Cái lúc cần thì chả đến, lúc không cần thì tự dưng bất thình lình có mặt. Dạo này tưởng quên nhau rồi cơ mà. Quên làm sao được Hến. Con mẹ Đĩ ở nhà nó không cho đi đấy chứ. Đây, thế thì Nào, tôi không phải dỗi nữa. Đây đấy. Sao nặng nhẹ chưa? Thế? Thế này mà còn nhẹ à? Thôi được rồi, Hến cứ cầm tạm đi. Rồi tối nay anh đưa thêm nhá. Tối nay người ta bận rồi. Cái gì? Bận với ai? Hến đi với thằng nào? Hả? Làm gì có ai? Người ta bận thế này này. Thế này này là thế nào? Là tối người ta còn bận đi đánh dậm. Thế hay là bây giờ luôn nhá. Đấy nhá, để cho mà biết. Đây chỉ có thủy chung son sắc với mình anh xã thôi đấy. Chả có ai đâu. Thôi được rồi, đi nhá. Đi húp Hến nha. Thì đi. Đi thôi. Ai đây? Hến ơi. Ôi giời. Cụ đây à? Cụ đây, nhanh lên. Sao cụ sang muộn thế? Mở cửa cho cụ. Hến.
để em không đóng cửa. Giời ạ. Cụ hẹn em thế nào mà bây giờ mới sang? Ôi giời ơi, cái giờ này mới là giờ hoàn đạo. Ui, này gớm, cụ là cụ đợi hến, cụ nấp vào cái bụi ruối ở cuối làng ấy, đợi đúng cái giờ này cụ mới vào cho nó an toàn. Gớm này, muỗi ở bên làng hến sao nó to thế, to như con ruồi ấy. Trời ơi, đợi sốt ruột đó. Sốt ruột thì không thì chả biết, nhưng mà nhớ đấy nhá, lúc sáng là chỉ đưa có một xíu xíu thôi đấy. Ôi trời, tí nữa là phải bù cho người ta đấy. Cứ yên tâm đi, tiền với cụ thiếu gì, cụ chỉ sợ tình thôi, nếu không được thì cụ chán thôi. Đúng mà. Thế vào được chưa? Đi vào đây. Ui giời ơi, toàn mùi hương nhài thôi. Vào thôi. Mời cụ vào thôi. Cụ. Này này này, ở đâu ra thế? Sao xuất hiện cứ như ma chơi thế? Cụ ơi, đây là thằng em trai em. Nhưng mà nó hơi ngơ ngơ. Ngơ ngơ à? Ngơ ngơ. Úi dồi ôi, lành lặn, con chả ăn thua gì. Ngơ ngơ thì có khi đang đi mây về gió, nó cho hòn gạch vào thủ chết tươi. À, hết hết. Dạ. Cầm cho cụ cái ba toán. Vâng. Đây, một, hai. Mạch phù chạy nổi trong da, nhẹ tay đã thấy hành ra lá hành. Chầm thì ấm xót đã đành, ấn mạnh tay xuống cũng đành. Đỡ thêm. Dạ. Thầy ạ. Con chào thầy ạ. Dạ, hôm nay vợ chồng con đến đây là nhờ thầy bắt bệnh cho vợ chồng con ạ. Cậu mợ đi khám bệnh hả? Dạ. Nào, dạ, đưa thầy coi. Đây, đây ạ. Đúng rồi, đây mà nị. Đấy. Có hậu sản, có thai được gì đâu. À, vâng, con đâu có đi khám thai. À, không thai. Vâng. Đúng quá. À, mà con cũng không có bệnh gì luôn. À, à. Người đấy khám bệnh là chồng con, à, không phải con. À. Vào đi khám đi. Sao tự nhiên anh này á? Vâng. Sao tự nhiên lại bắt tôi đi khám? Tôi có bệnh gì đâu. Dạ, thưa thầy ạ, chắc vợ con nhầm đấy ạ. Con hoàn toàn khỏe mạnh, có bệnh gì đâu. Đi về. Ok, khoan đã. Khác. Nhà là phải có nóng. Ngồi vào. Nhanh. Ngồi đây, thầy khám cho. À. Không có bệnh gì đúng không thầy? Ôi, chết. Ôi, sao lại chết? Sắp đi. Ôi đấy. Anh tỳ hư thận thối. Ôi giời. Phù thủng. Ôi giời. Bụng trướng lên đầy nước. Hay đi đái đêm, có đúng không? Ôi được. Đúng rồi. Thầy bắt bệnh đúng quá. Chồng con nhớ là hôm nào cũng đái dầm. Trời. Ôi giời. Cứ sáng ngủ dậy là thấy một bãi nước to đùng ở dưới gầm giường. Khổ quá đi cái này. Người ta nói đúng còn gì nữa. Mà này, không phải đi đái nhiều mà là đái dầm à? À. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, dạ thưa thầy, vợ con nó không biết bằng con đâu. Thưa thầy là thế này, con thì hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng mà khổ nỗi là con hay bị cái bệnh là nó cứ... Làm sao? Mơ nhầm. Tức là con hoàn toàn trong giấc ngủ là con vẫn nghĩ là mình ra bụi chuối đái. Thế nhưng mà cứ tỉnh dậy thì mới phát hiện ra là mình đái trên giường ạ. Chết rồi. Nó cũng thi thoảng thôi chứ không đều đâu ạ. Chết rồi. Ngoài bệnh đái dầm, anh lại còn mắc cái chứng mộng du. Ôi trời. Cho nên anh cứ nghĩ rằng anh đang ở bụi chuối. Dạ vâng, đúng nhưng rồi. Nhưng đâu phải anh đang ở trên giường. Ui. Đúng không? Dạ đúng ạ. Thế thầy ơi, cái bệnh này có chữa được không hả thầy? Theo thầy biết ý, mà sách đã dạy rồi, cái bệnh này nó thường là ở bẩm sinh, trẻ con mới lớn. Còn cái này của chuối
nó thành mãn tính rồi. Ôi trời ơi. Nó đã biến chứng rồi. Ôi trời ơi. Biến chứng thành ngũ hành hậu sản rồi. Không, thầy nói là cái hậu giai đoạn cuối rồi. Ôi, đẹp cho trời nên thầy. Phải chữa ngay, chữa ngay. Đấy. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Thầy cho con cái thang thuốc nào mà chữa được cái bệnh đái dầm, chữa được cái bệnh cái hậu sản là thầy. Không. Tiểu nhiều thôi. À, gọi là tiểu nhiều. Hậu đi tiểu đấy. Hậu đi tiểu. Thũng thận. Hư dương. Đúng. Nói chung là cái bệnh mà cứ thầy cứ chữa cho con, miễn làm sao là khỏi bệnh là được, nhất là cái bệnh đáy dầm thầy ạ. Khó đấy. Ừ, khó ạ. Mà cũng nặng đấy. Nhưng yên tâm. Bệnh nặng đã có thuốc tiên. Đến với thầy là sẽ ra vấn đề. Dạ vâng, vâng. Quan trọng là con khỏi bệnh thôi ạ. Vâng vâng. Nhưng dạ. Nói thật này. Dạ. Chú bị cái bệnh ấy, trông cô ấy cứ mần mẩn thế kia, bị bệnh là đúng rồi. thầy chữa cho con khỏi cái bệnh đái dầm là được. Khỏi ngay. Dạ vâng. 3 tháng. Dạ vâng. Cũng như là 3 keo mèo mở mắt. Dạ vâng ạ. Xin cô chú 6 trinh. Dạ vâng. Dạ, bao nhiêu tiền cũng được ạ. 6 trinh như 60 trinh con cũng phải chữa thầy ạ. Vợ con trẻ đẹp như thế này mà không chữa thì thằng khác nó hưởng rồi. À đây, dạ, thầy 6 trinh ạ. Dạ. Thầy xin. Con xin thuốc ạ. Từ từ, để thầy dặn nhé. Dạ. Thuốc này ấy, mỗi 1 thang, vâng, 3 bát nước, vâng, sắc lên 1, dạ, uống mỗi ngày 2 lần. Dạ vâng ạ. Được chưa? Dạ vâng ạ. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Con nhớ như in lời thầy dặn rồi ạ. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho con hỏi là uống hết 3 thang này liệu có khỏi hẳn cái bệnh đái dầm không ạ? Khỏi chứ. Dạ khỏi ạ. Khỏi hẳn. Khỏi. Nhưng mà này, dạ, tuy rằng khỏi, vâng, nhưng nó sẽ chuyển sang bệnh khác. Vì cậu ấy có tiền sử là bệnh mộng du, cho nên phải chữa tiếp mộng du. Này, tôi hỏi cậu, thế cậu có chữa bệnh mộng du không? Mình ơi, chữa đái dầm này có chữa luôn mộng du không? Tùy mình. Nhưng mà thôi, dạ thưa thầy, con chỉ chữa đái dầm thôi ạ, còn bệnh mộng du thì mình về mình tự chữa. Dạ, con xin thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, sao thế mày? Ôi trời ơi, đáy dầm à? Ôi tôi chết. Ôi, may quá, không còn đáy dầm nữa. Ôi, đấy, thế là hết đáy dầm rồi. Rồi, mình ngủ ngoan nhé. Hôm nay ông mới có cơ hội trả thù nhá. Mày đánh vợ ông à? Đánh vợ ông, đánh vợ ông, đánh vợ ông, không đánh, đánh. Mình. Ôi trời. Ôi, thế hóa ra là mộng du à? Không được rồi. Ngày mai mình phải sang thầy Lang để bảo thầy chữa cái bệnh mộng du của chồng mới được. Thôi, thế mình ngủ ngon nhé. Thank you.
cái thằng này. Mày đi theo tao làm gì? Chạy ra ngoài cổng, đứng canh nhá. Thấy bà làng vàng ở đây, kêu toáng lên là ông ơi bắt nợ được chưa? Con ra ngoài cổng. Ông cho mày một kẽm nhá. Dạ. Nhớ làm cho tốt. Đi. Con đi luôn ông nhá. Đi nhanh. Chào ông ạ. Chào Liễu. Này. Dạ. Họ mặc gì mà ông biết con anh? Dạ. Liễu đẻo. Sao ông lại bảo con đẻo? Thì đấy, hôm sang nhà nói ngon nói ngọt. Lo cho rồi. Bố sắp về, chồng sắp về, thế mà chả sang cảm ơn gì cả. Con quên. Con em. Nhà em vừa có con gà mới đẻ, để em ra lấy cho anh chục trứng nhá. Thôi, mình không ăn trứng. Mình muốn hứng hoa cơ. Dạ. Này, ôi trời ơi. Anh mà làm thế, bà cả bà ấy sang bà giết chết em đấy. Xả cái gì? Bà cả, anh chỉ ho một tiếng là rúng vào ngay. Này, ôi cái bàn tay nõn là đẹp thế này. Chỉ có đếm tiền đếm vàng nhà anh là hợp thôi. Này, Liễu bỏ quách cái thằng trộm cắp đấy đi, về làm bà ba nhà anh. Dạ thôi ạ, sao anh lại nói thế? Thầy em bảo á, phụ nữ như hạt mưa xa. Xa. Hạt mưa xa. Xa thì nó sẽ ngã. Mà ngã ấy thì ngã với lòng anh. Anh ơi, anh ơi, giữa ban ngày ban mặt bảo con hàng xóm người ta mà ra là tận chết em đấy ạ. Ban ngày ban mặt à? Thế thì để ông ơi. Ôi giời ơi, ông ơi, ông đã bắt được nợ chưa ông? Cái thằng này vào không đúng lúc gì cả. Cái gì? Bà đang đi tìm ông ạ. Bà, ôi giời. Liễu ơi, thế để tối nhá. Ai đây? Anh. Anh nào? Mở cửa rồi biết. Này, chứ còn anh nào? Ôi ông ơi. Ông cái gì? Trời ơi, ông ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này, ông còn sang nhà con làm gì? Thì chiều vừa bảo ban ngày ban mặt, thế bây giờ buổi tối, Liễu không có chối được đâu. Ông sang bên này, bà nhà mà biết là bà ấy đánh chết con đấy. Sợ cái quái gì này? Ôi. Bà đi dạ, đánh tổ tôm, có đến sáng mai mới về. Dạ. Liễu ơi. Anh đây thường Liễu ấy mới lâu rồi. Anh đây thường Liễu ấy lâu rồi. Liễu ơi, anh đây thương Liễu. Liễu ơi, anh thương đứng nổi là ngồi. Anh đứng ngồi không yên. Không cần phải xin này. Anh bảo Liễu này, anh thương Liễu ở nhà một mình, nhớ sợ ma sợ cỏ, rồi trộm cắp cướp giật, thân gái dặm trường biết làm sao. Anh thương Liễu mà. Ông ơi, con xin ông. Không phải xin, anh vẫn cho. Anh cho Liễu tiền, anh cho Liễu vàng, anh cho Liễu cả cái tấm thân này. Ông ơi, ông. Này, dạ. Áo rách rồi đấy. Mai sang may cho cái áo lụa nhá. Quần sàn rồi đấy này. May luôn cho cái quần sồi nhá. Thế hứa nhá. Hứa. Thật nhá. Thật. Ôi, ôi thích thế. Ôi, đau đau. Đau ạ. Nhưng mà vẫn thích. Cái tay Liễu yếu đảo tờ thế này mà mạnh cho hết ý nhỉ. Thì đã yêu nhau thì phải mạnh. Mỹ à, ôi, ôi, ôi đau. Đau. Nhưng mà vẫn thích. Thích ạ? À? Thích lắm không? Thích lắm. Thích ạ? Nữa à, đi. Ông là ai?
Mày biết không? Con xin hay không? Con xin ông. Tao bắt tại trận nhá. Bắt cái gì? Con có làm gì đâu ạ? Con làm gì? Không làm gì à? Bắt quả tang nhá. Gian phu dâm phụ nhá. Ông ơi, con xin ông. Ấy không ông ơi, con chỉ sang con trông nhà họ thế ạ. À, trông nhà họ à? Trong lúc chồng nó thì bị giam cầm ở trong ngục nhá. À. Còn mày nhân cơ hội đấy mày sang mày cưỡng đoạt con như người ta tòm tép. Không. Ông ơi, ông đừng làm toán lên thế. Các ông đánh chết nó luôn. Đánh chết nó không đừng đánh con. Cho liên quan. Đừng cho con liên quan. Các ông muốn gì con cho ông cái đấy ạ. Con có tiền, con có vàng. Ông muốn cướp tiền cướp vàng, con cho ông tiền cho ông vàng ạ. Ông muốn cướp xác thì con cho ông xác. À mày cướp cho. Con đã có vấn đề gì chưa? Chưa, may mà có thầy với mình đến không thì chết con rồi đấy ạ. À. Chết con rồi, không biết chống cự à? Thiệu rồi, thân con liệu yếu đào tơ, làm sao mà chống được cái lão dê dạ suốt ngày rình dập nhà mình ý ạ? Đấy, mày thấy chưa? Mà cũng tại thầy với mình cơ, cứ quen cái thói ăn trộm ăn cắp, lại bị quan bắt kia kìa. Chỉ khổ em thôi. Bắt rồi thả ấy thế. Vợ mày nó nói cũng đúng đấy. Giá mà bây giờ thầy với mày bị giữ ở trên đây khoảng một tháng nữa thì có phải ở nhà vợ mày học người không? Hả? Bỏ cái tính đi. Khác gì mỡ để miệng mèo. Chứ còn gì nữa. Từ đây nhớ mà làm ăn lương thiện nhá. Có làm thì mới có ăn. Cái nghề ăn cắp không bền đâu. Hiểu chưa? Không bền. Chứ còn gì nữa. Mà thầy ơi. Hả? Cái áo này con mặc hay là thầy mặc? Mày mặc cái thầy mặc đều không được. Sao? Chỉ giữ lại thôi. Phòng lúc mà thầy trò mình bí còn sang bên đấy dí tiền. Hả? Đại ca ơi. Đây, cái gì? Nó có đuổi theo không? Khiếp tót lên nó nhanh thế. Để em ở dưới chạy bọn nó lùa đi chết. Xuống đây. Nó không đuổi theo à? Không đuổi nữa. Ôi, mệt quá. Tao chưa bao giờ thấy một cái thằng nào đầu óc ngu si, tư duy đần độn như mày. Ngu cái gì mà ngu? Mày đi ăn trộm mà mồm mày cứ bô như thế, nó ra nó gồ cổ mày vào à? Thế mồm đứa nào bảo là cứ khi nào đi ăn trộm thì mồm phải to lên thì chúng nó mới sợ. Tao? Thế? Nhưng đấy là khi mặt đối mặt thôi. Mày mới phải gào to, mày mới thị uy để dọa nạt chúng nó. Mày đi ăn trộm mồm mày kinh thế thì ra nó gồ cổ mày. Thế phải nói rõ một lần cho người ta hiểu chứ. Em là thông minh vốn sẵn tính trời nhá. Nói một hiểu mười nhá. Mày chỉ là cái cãi đi. Mà này. Cái gì? Cũng là tại đại ca ấy nhá. Sao lại tại tao? Chứ còn gì nữa. Bang hội gì mà có mỗi hai anh em thế này để bọn nó lùa nó đánh là phải. Giả dụ như là lúc nãy nhá, mình có thêm một người nữa thì có phải là mình đánh lại được chúng nó không? Từ ngày mày vào nhập bang hội, hôm nay tao mới thấy mày có một cái ý kiến hay. Chuyện nó bảo là thông minh sẵn rồi. Tao giao cho mày đi tìm kiếm thêm, thu nạp thật nhiều đệ tử để mở rộng bang hội. Thu nạp đệ tử à? Ừ. Thế em được cái gì? Thì mày được làm đại ca chúng nó. Là nhào? Không hiểu à? Không. Như này này. Là nhào rồi đánh người ta. Thì như tao đánh mày ấy. Mày là đại ca chúng nó, mày chỉ giữ quyền tao thôi. À, tức là bị em thu nạp chúng nó, em sẽ là đại ca của chúng nó. Đúng. Là em có thể... Em đang tỉ dụ thế. Tỉ dụ cái gì? Đánh chúng nó không phải đánh ta. Thôi. Đại ca cứ leo lên đi. Trốn đi.
Em đi tìm nhá. Đi đi đi. Leo lên đi. Kiếm thật nhiều nhá. Rồi yên tâm. À đại ca ơi. Cái gì? Thế mày vẫn chưa đi à? Chưa chưa. Xuống xuống vào. Bảo gì bảo đi. Chuyện quan trọng xuống đây phải nói nhỏ chứ nói to là lộ ra. Lên thì không nói. Lên thì lại xuống. Đại ca vừa bảo là em đi tìm đệ tử. Thế nhưng mà bây giờ cụ thể là tìm những cái thằng nó kiểu như thế nào? Chọn những thằng mặt mày bợm trợn, vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Không, mồ hôi muối. À, tao không ngửi được mồ hôi dầu. À rồi, rồi rồi rồi. Mà nó có sẵn binh khí càng tốt. Có sẵn binh khí à? À tức là mình đỡ phải trang bị cho chúng nó đúng không? Đúng thế. Thằng này thông minh. Cái chuyện thông minh vốn sẵn tính trời mày. Thôi đi đi. Rồi lên 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 lên. Nhanh lên đấy. Rồi rồi biết rồi. Phải mở rộng bang hội đấy. Rồi rồi rồi. À này, đại ca. Cái gì đấy? Xuống xuống bảo. Mày vẫn chưa đi à? Quên, xuống em hỏi nốt ra. Cái gì? Xuống đây em mới hỏi được. Nói đi. Khổ quá đó mà nói to thế lộ mà đấy. Cái thằng này rất việc quá đấy. Đại ca vừa bảo cái gì nhỉ? Tìm những thằng... À rồi, rồi 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 nhớ nhớ rồi nhớ rồi. Thôi rồi. Lên 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 lên. Đi luôn đây. Mày đi đi. Thôi đại ca cứ lên đi. Mày cứ đi thì tao lên. Thôi em đi nhá. Mày lại đi ngoài. À không, nó đi rồi. Cái thằng này lưu thế chứ. Dịch cả mình. Mày về rồi đây. Xuống 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 xuống. Này, ngồi đây. Thế nào? Tìm được thằng nào chưa? Chuyện thông minh vốn sẵn tính trời mà đi. Không những là em tìm được một, mà em còn tìm được 1, 2, 3, 5 thằng cơ. Này, thế mày có đánh rơi thằng nào? À đúng rồi, em có đánh rơi cái thằng số 4. Cái thằng này là nó cũng định đến rồi đấy, nhưng mà nó lại bị tiêu chảy. Thế nó xin phép về, ngày mai nó ra mắt sau. Nhá. Thì tất cả những thằng đấy có đáp ứng được yêu cầu của tao không? Tất nhiên. Mặt mũi bậm trợm không? Có. Vai u thịt bắp không? Có. Mồ hôi dầu không? À không, mồ hôi muối chứ. Có. Nè. Cái điều quan trọng ấy là thằng nào cũng binh khí trang bị đầy người luôn. Tốt. Thằng này thế mà được việc. Chuyện thông minh vốn sẵn tính trời. Thế chúng nó đâu? Hả? À tất cả chúng nó tập hợp rồi, chỉ còn chờ đại ca xuất binh một phát là lên đường luôn. Cờ phất rồi, xuất binh, gọi nó vào đây. Đại ca chờ em một tí. Thằng này thế mà được. Được việc là phết. Anh em đâu? Một hàng ngang tập hợp. Đấy. Được chưa? Này. Mặt mũi bặm trợn chưa? Gừ đi. Úi, sợ chưa? Này. Vai u thịt bắp này. Kinh chưa? À còn đây nữa. Này. Mồ hôi dầu này. Thử đi. Mặt áo. Con lại quan ạ. Con lại quan ạ. Sao lại con lại quan? Dở à? Thằng ngu. Mày gọi quan quân đến bắt anh em mình đấy. À, tao đi tìm chúng mày mấy ngày hôm nay không được. Thế hôm nay chúng mày lại vác xác đến. À. Rồi thôi. Đúng là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ trợ thủ ngu. Mày đâu? Dạ. Giải chúng nó đi. À. Đi. À. Khôn ngoan, vốn tính sắc trời. Quan ơi. Em mời đại ca. Vậy là tròn 1 năm trôi qua. Anh trao mày cả trái tim, mày cho anh cả cú lừa. Ôi giời, nhắc mãi chuyện cũ thế. Nam Nhi,
lỡ bước lầm đường, bây giờ khối kẻ coi thường lắm nhỉ. Ôi này, chính ra đại ca là phải đi theo cái đường gọi là thi sĩ đấy nhá. Thằng này được, chú là có con mắt tinh tường. Chuyện em đã bảo rồi, thông minh vốn sẵn tính trời. Thôi, im mẹ mày mồm đi. Thông minh mà đưa quan binh đến bắt cả lũ chúng mình. Rồi, đã bảo là đừng nhắc chuyện cũ rồi mày. Mà cũng tại đại ca ấy, do đại ca miêu tả nó không kỹ lưỡng, đâm ra là em bị nhầm nhọt tí đấy. Thôi bỏ qua chuyện đấy. Nhưng mà mày nhìn đúng đấy em ạ. Sao ạ? Cụ tổ 70 đời nhà anh là nhà nho, nên là anh được thừa hưởng ấy, cái nho học của cụ. Ô thế à? Tức là nhà mình có truyền thống về nho giáo à? Đúng rồi. Ô, thế mà sau 70 đời đấy lại thành nho đạo tặc thế này? Thì đấy, tại các cụ có câu bảo là làm tớ thằng khôn còn không bằng làm thầy thằng dại. Tao làm thầy mày đấy, thì tao mới đi theo cái đường này. Khổ quá, đã bảo là đừng nhắc chuyện cũ rồi mày lại. Nhưng mà đại ca ơi, sao? Thế bây giờ đại ca tính thế nào? Hoàn lương. Cái gì? Hoàn lương á? Đúng. Ai cho tôi hoàn lương? Phải. Ai cho tôi lương thiện? Đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì không thể họp trên lưng lừa. Đã ăn cháo đá bát thì không thể chọc gậy bánh xe rồi qua cầu rút ván được. Đúng. Mày nói hay lắm. Thôi kìa chuyện. Thông minh vốn sẵn tính trời. Im mẹ mồm đi. Thông minh. Nhưng mà mày cũng có tí nho nhé. Chắc cụ tổ 70 đời cũng là nhà nho. Chuyện. Mày thôi đại ca. Bây giờ mình vào việc chính đi. Ừ. Thế bây giờ đại ca lần này có cái kế hoạch gì không? Mình lại phải phát triển lực lượng. Phát triển lực lượng à? Thu nạp thêm đồ đệ đúng không ạ? Đúng thế, phải thu nạp thêm đồ đệ. Nhưng mà thôi nhá, lần này đại ca nó miêu tả cho nó phải kỹ lưỡng mà nhá, phải rõ ràng mà nhá. Thế bây giờ đại ca muốn em tìm những cái thằng như thế nào? Đơn giản thôi, tìm những cái thằng mặt như tao này. Bỏ tay ra. Cái chẳng này. Thế cụ thể là mặt mũi nó như thế nào? Mặt mũi bợm chậm, mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn dưới, hiểu chưa? À, rồi. Tức là mặt nó phải láo liên đúng không? Đúng thế. Nó phải gian gian đúng không? Như là cái mặt đại ca đúng không? Phải. Rồi, em hiểu rồi. Thôi rồi. Uống nốt. Bây giờ nhá. Đại ca thăng thiên đi. Cái gì? À nhầm, đại ca leo lên cây đi để em đi tìm cho. Nhá, đi tìm nhá. Rồi, yên tâm. Tao lên cây chờ đấy. Này, ở nhà chờ tin vui nhá. Rồi. Đại ca. Xuống. Này, tìm được chưa? Tìm được rồi. Có đúng như tao nói không? Khổ quá, đúng như miêu tả của đại ca nhá. Mắt la mày lém, nhìn ngang nhìn dọc. Xuống. Dạ. Cờ đã phất rồi hả? Cờ đã phất rồi. Chờ đại ca thôi. Hiệu lệnh là đến ngay. Gọi nó vào đây. Em gọi nhá. Nhanh. Khẩn trước. Để tao xem. Úi dồi, mùi gì thối thế nhỉ? Cái thằng này. Hả? Tao bảo mày đi kiếm người. Sao mày kéo xe phân vào đây? Sao lại xe phân? Ờ đúng thật nhỉ? Thối chết. Sao có cái mùi phân bắc đây nhỉ? Ôi, chắc là do em ăn trộm cái xe này xe chở phân. Chứ người đâu? Đây người đây. Úi dồi, sao thối thế nhỉ? Này, lần sau có mượn cái xe thì mượn xe chở thóc, đừng mượn xe phân thối quá. Rồi, nhớ rồi. Kiếp quá. Này, ở đây, đại ca nhìn mặt thằng này. Đây, đại ca nhìn này. Đúng như miêu tả của đại ca chưa? Hả? Mắt la mày lém, nhìn ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn dưới. Liếc đi, lúc ấy mới vừa liếc mà. Ok kìa, bỏ rẻ mồm nó ra. Không phải là lúc đấy mày liếc ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn dưới không? Vâng. Đấy, chuẩn chưa? Nhưng mà
Các đại ca ơi, em liếc ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn dưới là có lý do ạ. Lý do gì? Vì lúc nãy em đi tìm chỗ để nhả Ngọc ạ. Chứ có phải em mắt la mày lém làm gì đâu ạ. Dạ, thưa hai đại ca, từ xưa đến giờ lệ làng của mình có bắt ai đi nhả Ngọc ở ngoài đồng đâu ạ. Hai đại ca cho em về được chưa ạ? Về làm cái gì? Em về em tắm. Thôi mày lượn về đi. Thằng ngu, thông minh lắm. Đúng là thông minh vốn sẵn tính trời. Nó đi nhà Ngọc, mày mời về đây. Úi dồi ôi, ngồi thiên nữa. Đại ca này, xuống đây mà. Giật cho mình. Cái gì? Xuống đây, chuyện quan trọng. Lúc nào cũng quan trọng. Nhanh lên, đại sự đấy. Mày đại ca em bảo lần này em đã tìm được cho đại ca một đệ tử của nó là cực kỳ tuyệt vời luôn. Thôi mày đừng tìm đi. Đợt nào mày tìm tao biết rồi. Không, lần này chắc chắn là khác những lần trước nhá. Thằng này vừa là trợ thủ đắc lực của mình mà nó lại còn là quân sư chiến lược cho anh em mình luôn. Thằng này rất thông minh. Thế nó có mắt la mày đếm không? Có nhìn ngang nhìn dọc không? Úi dồi. Tất cả những cái tố chất đấy là hội tụ hết trong nó rồi. Tốt. Nó đâu? Em đây ạ. Ôi dồi, thằng này. Thằng nhà Ngọc à? Vâng. Này này này. Mày đừng có nhà Ngọc có chỗ thiệt của tao nhá. Thằng ca, xuống. Đại ca yên tâm. Đại ca thấy không? Thằng này nó thoát ẩn thoát hiện. Dạ. Mày đến đây từ bao giờ? Dạ, em đến từ lúc đại ca vào. Thằng này nhanh nhỉ? Đại ca yên tâm. Em nhẹ nhàng, lanh lẹ, không dấu vết. Đấy. Tốt. Mày sinh ra để làm cướp đấy. Dạ, thưa hai đại ca. Sau lần bị hai đại ca bắt hụt, lần em nhả Ngọc trên đồng, em về em thấy mình đầy đủ tố chất để xin gia nhập hội của các đại ca. Được. Nhập bang, anh em bốn biển là nhà. Nhập bang, anh em có rau ăn rau, có cháo ăn thịt. Thưa hai đại ca, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ăn cháo đá bát chọc gậy bánh xe, đã cưỡi trên lưng cọp không được họp trên lưng lừa. Anh em chúng ta ngưu tầm ngưu, má tầm má. Ê, về chất chú có thể nhập bang, dạ. Như về đạo không được, chú đến được không? Hay không bắt giặc. Dạ thưa hai đại ca, hai đại ca yên tâm. Thằng em này tuy còn ít tuổi nhưng đã nhả Ngọc trên đồng là em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Cái gì? Em chuẩn bị sẵn một mâm rượu. Lên đường. Đi thôi. À, đại ca vào đây. Đại ca cứ ngồi đây. Cơm rượu em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ hô một phát là có đầy đủ luôn. Quán đâu? Thằng này, dạ. Mày ngồi đây. Gì ạ? Ngồi ra bảo. Tại sao mày xí ngay cái áo mày để cho tao mặc cái quần này? Lúc em khều bộ quần áo ra, chính đại ca tranh lấy cái quần này. Xong đại ca bảo mày mặc cái áo đi. Tao bảo lúc nào mày úp phao phét này. Thôi, hôm nay là ngày ra mắt của bang hội. Đại ca mặc cái quần, em diện cái áo. Chứ lúc đấy... Thế còn tao diện cái gì? Dạ... Hai cái thằng này. Dạ thưa đại ca. Quần áo mày lấy đâu mà nhanh đấy? Em khề của nhà phú ông. Theo em thì đại ca cứ mặc nguyên như này cho nó đúng chất là ăn cướp. Được đấy. Đại ca. Ok thằng này. Dạ. Mày mời tao đi ăn mừng bang hội thế ăn cái gì? Đại ca cứ bình tĩnh. Đại ca ngồi xuống đây, em đã chuẩn bị rồi. Chủ quán đâu? Đây. Đi đồ lên cho bang hội. Đây. Đại ca thấy không? Đây. Này, đồ ăn ngon. Người cũng đẹp. Con này nào đại ca. Cái gì? Tiểu đã, sóc là tính sau. Sau. Cho ngươi lui. Dạ. Lui. Chấm tiểu. Này, kính đại ca. Dạ. Kính đại ca. Này. Thằng này, kính đại ca. Ăn trước đi. Sao đại ca? Ăn đi. Sao lại phải ăn? Anh em mình ấy làm cái nghề này gây thù chuốc oán nhiều. Nhỡ thằng nào nó đầu độc thì làm sao? Mày thử trước đi. Đại ca,
Đại ca cẩn thận như thế là rất tốt. Đúng, anh em mình là cứ phải chắc cú. Yên tâm, đại ca để em. Thằng này, mày ăn trước đi. Ơ, sao lại là em? Ơ kìa, buồn cười nhỉ. Thì có ba thằng thì hai thằng là đại ca, mỗi mình mày là lính mới thì mày phải ăn chứ còn gì nữa. Tức là bây giờ em ăn nếu mà có độc thì là em chết à? Chính xác. Thôi nhưng không sao. Em là em út. Vì các đại ca em sẵn sàng hy sinh. Ăn đi em. Ăn đi. Đây này, làm luôn cái miếng đùi này cho cẩn thận. Sao sao? Có sao không? Miếng này không sao. Có sao không? Miếng này không sao. Thôi. Thế được. Đây này, mày ăn đĩa này, tao ăn đĩa này. Đại ca để em. Vì đại ca, em sẽ hy sinh. Này, mày thử xong chưa? Em thử xong rồi. Có đau không? Không. Tao cũng thế, chả có đau gì cả. À, đại ca. Đại ca dùng điện, đại ca. Tao ăn gì? Đây, sướng, còn ít sướng này. Mày gặm nốt đi. Ôi trời ơi, cơm. Phần ngon là phải để dành đại ca chứ. Không có độc đâu đại ca. Rồi, để em rót rượu. Thử nốt rượu đi. Rượu để tao tự thử. Ok, ui. Ê. Từ từ, đại ca. Ôi, đại ca. Thôi, uống chậm thôi. Thử xong rồi. Chúng mày thử đi. Ôi giời, đại ca. Sao uống như thuồng luồng thế? Nè. Dạ. Riêng phần tiểu xong rồi. Vâng. Bây giờ đến phần sắc. Sắc, đại ca lại để em. Lại để em thử cho. Dạ, đại ca. Nha. Em mà út em thử trước. Bố lão. Riêng. Dạ. Riêng phần sắc nữa. Thằng nào mà thử trước tao, tao chọc cho nồi mặt. Vâng. Ok. Đại ca. Ôi trời. Ôi trời. Rượu say ngà ngà ôi đã quá. Môi hồng má đỏ khoái đời ta. Khóc cái gì mà khóc. Anh thương. Gớm. Chân cái trắng nõn chứ là. Lửa lắm. Này, anh thương. Không có gì phải khóc cả. Ngày mai dẹp luôn cái quán này. Không phải nấu nướng cho bất cứ bố con thằng nào cả. Về làm bằng bà chủ bang anh nhá. Nói thật đâu. Này, hôm qua say, chả kịp thẩm thấu gì cả. Hôm nay làm lại nhá. Làm lại nhá. Ôi ơi. Này, sao lại là bà? Bà chui vào đây từ bao giờ? Sao lại gọi em là bà? Ôi trời, này, hôm qua tưởng là cái em bé quê trẻ đẹp xinh tươi cơ mà. Đấy là con cháu em ở quê nó về đây chơi đấy. Nhưng mà sao bà chú vào đây? Anh phải hỏi đệ tử của anh chứ. Đệ tử của anh đưa anh vào. Thế bà chui vào đây từ bao giờ? Anh vào chứ. Em có vào đâu mà. Này, anh đừng có nói là chạy làng đấy nhá. Đệ tử của anh bảo là tìm cho anh một người vợ làm bà chủ. Xong rồi biết nấu ăn, biết tề ra nội trợ nhá. Thì em đây. Đúng là cái thằng đệ tử ngu. Trời ơi, tưởng bẫy được khổng tước, vớ phải quạ ra. Rất là quạ ra. Thằng kia. Mày. Trời ơi, trời ơi, quạ ra. Đừng có chạy làng nhá. Đại ca ơi. Đại ca. Mày là cái gì? Đại ca xuống em bảo ấy. Ôi trời. Có ai theo dõi anh đấy? Em nói thật nhá. Đại ca không được một cái tích sự gì ngoài cái việc là leo cây nhanh. Đại ca xuống đây. Ôi trời. Lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy. Cứ bị chúng nó đuổi cái là đại ca bắt em về đánh lạc hướng. Làm cho chúng nó lùa mỗi mình em để em chạy một hướng rồi đại ca là tót lên cây.
mày có giỏi ấy, mày thu nạp thiên đệ tử mà làm đại ca. Thôi thôi thôi, bỏ cái trò thu nạp đệ tử đi. Chả được cái tích sự gì cả. Toàn thu nạp mấy cái thằng đuôi què mẻ sứt về rước họa vào thân. Mày đi thu nạp cho ai thu nạp? Mày sao mày bảo mày thông minh vốn sẵn tính trời? Thì tất nhiên, em là thông minh vốn sẵn tính trời rồi. Nên là em đã có kế mới rồi nhá. Thì mẹ mồm đi, mày lấy đâu ra kế? Ờ, đại ca không tin gì. Nghe đây này. Bây giờ mình phải làm như thế nào để người ta thấy rằng mình là cướp mà không phải là cướp, nhưng thật ra mình chính là cướp. Ai? Tức là mình đi ăn trộm nhưng không phải là thằng ăn trộm nhưng vẫn là thằng ăn trộm. Đúng rồi. Anh em mình đúng là thông minh vốn sẵn tính trời. Nhưng là như thế nào? Thế mà cũng đủ là thông minh vốn sẵn tính trời. Nhìn đây này. Là như thế nào? Lại nhá. Son này. Sẹt. Mày điên à? Tao chả hiểu cái gì cả. Mày nói tiếng người đi. Thế mà thông minh vốn sẵn tính trời. Ý em là như thế này. Bây giờ anh em mình phải cải trang. Có hiểu cải trang là gì không? Không không. À, hiểu rồi. Biến thành một người khác. Đúng rồi. Mình phải biến thành đàn bà, con gái. Hiểu chưa? Em hỏi đại ca. Bây giờ đi ăn cướp ăn trộm ấy. Ai nghĩ rằng là đàn bà con gái lại đi ăn trộm đúng không? Hay. Ừ. Được ấy. Ừ đúng không? Mày làm đàn bà đi. Không. Tướng như em thì làm sao mà làm đàn bà được? Phải là đại ca. Phải nhìn nho nhã như đại ca đây này. Nhá. Im mẹ mày mồm đi. Cái gì? Nhỏ nhãi liên quan gì đến cả trang đàn bà? Ôi, chả hiểu cái gì cả. Thế thì phải xem lại cái cụ tổ 70 đời nhà đại ca đi. Sao phải xem lại? Chắc là không phải là nhà nho rồi. Chứ nhà nho là người ta nói một hiểu 10 cơ. Nhá. Nghe đây này. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đấy. Đàn bà phụ nữ là phải đi với cái sự nho giáo. Có học, hiểu chưa? Hay. Được rồi. Để tao thử nhá. Thử đi. Mày đợi đấy. Rồi. Nào cái dáng. Đào liễu có một ý mình em. Em nè. Úi trời ơi. Úi thôi. Đại ca đấy á? Em đây. Úi trời ơi. Hợp quá. Xinh không? Xinh. Duyên xinh không? Xinh xuất sắc. Giá giả không? Ôi trời ơi, sao nào? Lượt vòng ra nào. Ôi trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn đấy nhá. Nhưng mà mỗi tội là đầu hơi hói. Cả tôi. Không sao. Này, em bảo. Nhìn đại ca như thế này, không ai biết đại ca là con trai đâu. Thế á? Ừ. Thế á? Thôi nào, nhập quá. Tí nữa mới diễn. Bìa đại ca đi ra, đảm bảo chúng nó sẽ tưởng đại ca là yểu điệu thục nữ. Nào, yểu điệu thục nữ. À, quân tử hào cầu như thế nào? Quân tử hào cầu à? Ai dồi. Thế là khi mà chúng nó sơ hở, tưởng đại ca là đàn bà con gái, đại ca nhảy vào cướp. Thế là được đúng không? Được. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Này, hôm nay nhá. Ơ kìa, yểu điệu thục nữ. Hôm nay nhá. Chị quyết định nhé, cho chú Thăng luôn. Thăng nhá. Thăng đi. Đi nhá. Đi đây. Ở nhà đợi tin vui đấy nhá. Ừ, đợi tin vui nhá. Chắc chắn thành công đấy. Ôi trời ơi. Kêu. Ôi trời ơi, đệ tử ơi, kêu. Ôi trời ơi. Sao đại ca? Kêu. Lên. Lên. Ôi trời. Làm sao đây? Người đẹp ơi. Ôi mới đây mà sao mất hút đâu rồi? Người đẹp ơi. Ông ơi. Dạ. Con nhìn thấy là người đẹp chạy vào đây ông ạ. Người đẹp ơi! Sao lại bỏ anh đi thế người đẹp ơi? Mày chả được cái tích sự gì? Trần đời!
tao chưa thấy một người đàn bà nào dị nhân như thế bao giờ. Đầu lại có vẻ hơi hói hói. Nhưng mà được cái là thắt đáy lưng ỏng gơm, cái eo thon thả lắm mày à. Thế sao ông lại để người đẹp chạy mất? Tất cả tại mày. Tao bảo mày đứng ngoài, mày ra cho tao một tí. Để tao ra tao luyện khí công xem sức khỏe tao nó có hồi xuân được không. Thì mày lại bỏ mày đi chỗ khác. Mày không được tích sự gì. Ê, chứ ông ơi, dạ bẩm ông. Thế con tưởng là con đựng rước nàng vào trong rồi là ông phải vào việc luôn. Ôi trời ơi, tiếc đần cả người đi. Còn mỗi cái áo đây, người đẹp đi rồi, cái áo ở lại. Áo là mùi hương của nàng đấy. Nàng đẹp thì có đẹp. Mà hồi nách quá mày ạ. Úi trời ơi, thôi tao cho mày. Thôi. Tao cho mày cầm lấy, đưa áo này cho tao. Úi đi về, không được cái tích sự gì. Bổ ngon vật lạ, đến mép. Úi giời. Hú hồn hú vía. Đi xa chưa? Đi rồi đại ca. Xuống. Rồi, bao nhiêu năm gìn giữ của tao. Rồi ôi. Đại ca ơi, nhưng mà sao cơ sự lại ra như thế này? Ái trời ơi. Thì đấy. Làm sao? Tao làm theo mày, yểu điêu thục nữ. Thế là gặp cái thằng nô ấy, thằng người ở ấy, nó bảo, em ơi, vào đây, trong nhà nhiều vàng nhiều của lắm, vào rồi cho. Thế là tao đi theo nó, vào trong buồng, vừa vào phát nó chốt cửa, trong đây có lão quan. Thế là, ôi dồi ôi. May mà, cái lúc lão đi hồi sức, tao chạy kịp, chứ không còn chết nữa. Ôi, đại ca ơi, khổ thân quá. Thôi, đại ca chịu khó nhá, rồi sáng sớm ngày mai em đưa đại ca sang gặp thầy lang chữa lòi giom. Này, mày làm gì đấy? Nằm há mồm chờ sung như cái gì? Há mồm à? Sung đây. Mày mà cứ nằm thế, mày chỉ có ăn ngô sống thôi con ạ. Này, giờ còn có ngô mà ăn là may đấy nhá. Chứ cái kiểu này vài hôm nữa thì chẳng có cám ăn. Này, tao thấy cái nghề ăn cướp của mình bây giờ khó làm ăn quá. Có khi anh em mình phải đổi nghề đấy. Anh em mình không ăn cướp thì ăn cái gì? Chuyển nghề, ăn cắp. Ăn cắp à? Ừ. Anh tâm tia rồi. Nhà lão phu ông nhá, rất là sơ hở. Lão cứ nghĩ là không ai dám vào nhà lão ăn cắp. Thế nên cổng giả cũng không thèm đóng. Thế đêm này nhá, canh ba, anh em mình vào nhà lão làm một mẻ, sống khỏe cả đời. Nhất trí. Thế thì thống nhất đêm nay nhá. Rồi nhá, xuất phát đi. Về chuẩn bị đi. Chờ nó ngủ say đã, rồi mình ăn vào. Đại ca ơi. Cái gì? Cổng đằng này cơ mà. Mày hâm à? Đi đường cổng, chó nó sủa ầm lên, nàng mới lệ ông con ở bụi này. Thế mày... Qua ao. Đi đường ao á? Ừ. À, tức là đại ca đã chuẩn bị cái thuyền rồi đúng không? Cái đường nàng lộ hết à? Lộ của ao. Lội qua cái ao này á? Ai? Úi dồi, cái ao này sâu lắm, không lội được đâu. Nông trẹt. Bọn trẻ con đã tắm suốt. Thế á? Nhưng mà em không biết bơi đâu nhá. Nông mà. Này. Dạ. Đại ca hỏi nhá. Làm xong vụ này, có tiền, mày sẽ làm gì? Em mà có tiền á? Ừ. Em sẽ đánh chén một bữa thật là no. Xong rồi thế nào? No xong rồi em ngủ một giấc. Ngủ một giấc, dậy thì sao? Dậy thì đói thì em lại ăn. Ăn xong lại ngủ. Vâng. Thế
cái ước mơ của mày chỉ có ăn với ngủ thôi à? Vâng. Cuộc đời em thì chỉ cần ăn với ngủ thôi. Đơn giản thế thôi. Thế còn đại ca như nào? Tao à? Ừ. Tao có tiền à? Tao sẽ mua cái chức chánh tổng. À. Làm quan. À. Tao sẽ đè đầu cưỡi cổ cái thằng lý trưởng. Ừ, suốt ngày nó hạch sách, nó chèn ép nhà tao. Dạ. Rồi á, tao sẽ mua thật nhiều vợ, vợ cả, vợ hai, vợ ba, vợ bốn. Này, dạ. Nó ngủ say rồi đấy. Đến giờ rồi. Đến giờ rồi. Này, hành sự thôi. Hành sự thôi, hành sự thôi. Mày lội đi. Hả? Mày lội trước đi. À, thôi, đại ca lội trước đi chứ. Ừ. Làm em ăn thèm phát ạ, mày lội trước đi. Không, nhưng mà đại ca là đại ca phải làm mẫu cho em chứ. Được rồi, để tao đi trước. Vâng, vâng. Đi theo tao. Ôi, đại ca ơi, đại ca ơi. Đại ca ơi, đại ca đâu rồi? Đại ca nổi lên, đại ca ơi. Ôi, đại ca ơi, đại ca đã chết đuối như thế này thì em biết sống với ai, đại ca ơi. Cứu, đại ca ơi. Ôi trời ơi, đúng là sinh nghề tử nghiệp rồi. Đại ca ơi, thế thôi đại ca ở lại cho em về đây. Ôi, đại ca vẫn sống á? Ôi rồi ôi, em cứ tưởng đại ca chết rồi. Ôi, đại ca, thế bây giờ phải cứu như nào à? Không lọc cái gì. Đi kiếm cái dây thừng. À, dây thừng. À, vâng. Đại ca đợi em tí á. Đại ca ơi, dây thừng đây rồi, Ê, trời đi. Ơi, ném xuống đây. À, ném, đây. Ây dồi, tao tụt nước rồi. Lôi tao lên. Vâng. Cái điên, cái ngu. Sao? Mày ném cả cuộn dây xuống đây thì ai lôi tao lên? Thế bây giờ như nào đại ca ơi? Đại ca một đầu. Mày một đầu mới kéo nhau lên được chứ. À, em hiểu rồi, đại ca yên tâm. Đây, em nắm luôn đi ạ. Dạ. Ôi, mày đâu? Nắm em đầu chết rồi. Đại ca, đây thầy. Em một đầu, đại ca một đầu. Nè, ai kéo mình lên? Ai ơi nhỉ?